Rồi, em xin chào nhà nha. Lên dưới nhà một con bản Casio dòng nội địa, con này độc lạ nha. Thường điện tử nó sẽ nằm ở dưới cái màn hình, con này điện tử nằm trên mặt màn hình ha. Đang chỉ ngày tháng thứ đầy đủ hết nè. Giờ nè, kim vừa kim vừa tử ha. Này bấm là xem múi giờ thế giới nè, rất là nhiều múi giờ thế giới nè. Dòng thuộc dòng cao mà nó là sản xuất trong nước Nhật, báo thức nè. Hai báo thức, ba báo thức, bốn báo thức luôn. Bốn báo thức này là báo giờ lặp lại rồi báo tiếng, đúng tiếng tiết cái ha. Này là 100% pin nè, xem mức pin này, pin thường nha. Này bấm giờ thể thao nè, này hát chỉnh kim nè, chỉnh cho trùng giờ điện tử. Con này em chỉnh ok rồi, quay lại giờ bình thường nè. Cái con này chưa chỉnh nha, này chưa chỉnh gì, em chỉnh lại cho. Đèn thì ở đây nha, đèn đâu là đèn đây nè, đèn nút đèn đây nè. Đó. Đèn led ha, tối bấm lên coi giờ điện tử độc lạ. Thí dụ mình không thích hiện hiện điện tử bấm đây nè, bấm nút 4 giờ nè. Đó. Bấm hiện lên giây nè, hiện lên ngày tháng thứ nè, hiện lên giây ngày tháng thứ nè, hiện tất cả nè, nó đọc ha. Này, con này thì chuẩn bản nội địa nè, sao băng nè, sao băng y nè, lắp ráp sản xuất trong nước Nhật nè. Sao băng y đàng hoàng ha. Này thì thuộc dòng đời đầu á, nó cũng là nội địa Nhật, xi ngang của nó 42 mỏng 10 15. Con này thì cái bên này này thì có phai theo thời gian xíu nhưng mà không thành vấn đề nha. Nè, phai nhưng mà nó đều màu ha. Dây khóa zin nó dây còn dài luôn. Này kiểu bán anh em sưu tầm thôi, giá cũng bình dân. Dây 18 18 năm được lên tay nè. Nó độc ha. Anh em thích dòng Casio điện tử á, có mẫu này mẫu kia chốt này. Rồi 450 mà X89 nha. 450k X89 ha. Rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha. Em xin chào nhà nha.